Năm 2023 có thể nói là năm của những thảm họa điện ảnh, trong đó có bộ phim Nàng Tiên Cá của Disney. Ngay sau khi vừa tung trailer lập tức nhận nhiều ý kiến tranh cãi, khi tiên cá da trắng tóc đỏ biến thành cá khô một nắng, kẻ thù truyền kiếp của họ The Jinwook ngay sau đó lập tức đáp trả bằng một bản trailer để cà khịa lại. Với một nàng tiên cá da trắng tóc đỏ làm phản diện, bộ phim có tên Ruby Thủy Quái Tuổi Tin, truyền thống cà khịa giữa hai hãng phim chắc không cần nhắc lại nữa. Mời các bạn đến với bộ phim nặng mùi cà khịa này nhé. Đại dương là một thế giới rất bí ẩn, bạn nghĩ dưới đó có gì? Quái vật khát máu Kazaken chuyên nhấn chìm tàu ngư dân ư? Đó toàn là tưởng tượng của con người. Thực tế Kazaken là một người bảo hộ cao quý của biển cả. Mỗi khi biển gặp tai họa thì Kazaken sẽ có mặt. Cô bé Ruby và đám bạn định sẽ tham gia một buổi dạ hội, còn làm hẳn một bài thuyết trình để xin phép mẹ. Tuy là một Kazaken nhưng cô muốn tham gia để hòa nhập với đám bạn. Nhưng gia đình Ruby có luật là không được phép đi ra biển. Cô nói bữa tiệc được tổ chức trên thuyền chứ có dưới biển đâu. Còn điều tra luôn thời tiết sẽ không có bão trong vài ngày tới. Có cả một người thuyền trưởng nhìn rất trải đời nên mẹ cứ yên tâm. Đáp lại bài thuyết trình của con gái, bà mẹ thẳng thừng từ chối. Người bố cũng khuyên cô nên ở nhà. Mẹ cô thì chuẩn bị khai trương văn phòng môi giới bất động sản. Người bố làm đồ thủ công mỹ nghệ. Cậu em trai Sam là nhà vô địch bóng né. Còn Ruby là thần đồng toán học. Bạn bè gọi hỏi xem cô có xin mẹ được không. Tuy không xin được nhưng Ruby có kế hoạch B, đó là tự tổ chức một buổi tiệc riêng. Các bạn của cô đều từ chối và muốn đến buổi dạ hội. Vì những cấm đoán của mẹ Ruby nên cả nhóm đã lỡ biết bao nhiêu cuộc vui. Sau một hồi thuyết phục, cuối cùng Ruby quyết định tham gia dạ hội cùng lũ bạn. Cô muốn mời Kanner cùng tham dự buổi tiệc nhưng không biết mở lời thế nào. Đứng trước soái ca, cô nàng quắn quéo hết cả người. Ruby lấy hết dũng khí cầm máy bắn kim tuyến để làm một lời mời hoành tráng. Nhưng đứng trước Kanner, cô lo lắng vì sợ làm mất điểm trước soái ca. Kết quả anh chàng nhặt cái máy bắn kim tuyến bị rơi, đang mày mò thì nó nổ tung trời, làm cho anh chàng bay xuống biển. Phao cứu sinh thì không đủ tầm, cô nàng đành nhảy xuống dưới để cứu anh. Nhưng đám rong biển quấn lấy chân Ruby khiến cô nàng bất tỉnh nhân sự. Lúc này người cô như được đánh thức trở lại, cơ thể tỏa ra một làn sóng mạnh mẽ, thứ gì đó lướt thoáng qua cứu Connor lên bờ. Ruby đang ngồi một góc thẫn thờ, chợt nhớ ra Connor nên vội đi tìm. Anh chàng đang ướt nhẹp ngồi một góc, anh nói mình không nhớ gì hết, chỉ biết có một cô gái đã cứu mình. Đó là cô nàng xinh đẹp Chelsea, nay là ngày đầu cô nhập học. Cô nàng luyên thuyên chuyện mình đã cứu Connor như thế nào. Màn phát biểu quá hay khiến đám đông reo hò tung hô. Ruby hoảng hốt vì tay mình phát sáng kỳ lạ. Chelsea chào hỏi làm quen với Ruby. Cô thấy mình không ổn lắm nên tìm cớ bỏ đi. Ruby chạy vào thư viện lục lọi đống sách tìm nguyên nhân tay mình phát sáng. Chân cô nàng đột nhiên biến thành các xúc tua, sau đó là toàn thân bị biến đổi. Lúc này một cô giáo đi vào trong, thấy cảnh tượng kinh hãi này thì ai mà chịu nổi chứ. Người cô nàng lại biến to thêm nữa, vì quá to cô phá hủy luôn cả căn phòng. Các du khách gần đó hốt hoảng khi thấy Kazaken. Ruby bỏ chạy nhưng vô tình khiến mọi thứ đổ nát. Chelsea cũng đã chứng kiến mọi thứ, còn cô vội vã chạy đi lẫn trốn. Mẹ Ruby đang luyên thuyên để bán bất động sản. Hai người khách hàng có vẻ rất thích căn nhà này. Bà mẹ chợt thấy động tĩnh bên khu rừng đối diện, liền tức tốc lái xe đến đó, còn gọi gấp cho con gái. Vì vội vã bà cô vô tình đâm phải ai đó, định lại xem đấy là thứ gì. Hóa ra là em trai của cô tên là Bree. Anh lặn lội từ biển khơi vào đây để thăm cháu gái Ruby. Bà cô vội nhồi nhét thằng em vào xe để đi tìm con gái. Ruby thì đang trốn trong một khu rừng. Như vậy là trốn dữ chưa? Bree nói con bé đã phát ra tín hiệu, nên mẹ bọn họ đã sai anh đi tìm Ruby. Cô bé thì đang đi bên cạnh cây cầu, cuối cùng bà mẹ cũng đuổi kịp. Ruby hạ cánh tay khổng lồ của mình xuống để đưa mẹ lên. Cô nàng khóc lóc vì bản thân trông rất kỳ dị. Sau khi trò chuyện với mẹ, cô dần trở lại hình dạng con người. Ông chú cũng lao vào chung vui, còn bị đứa cháu đấm cho biến dạng mặt mày. Vì cô chưa từng gặp ông ấy, cuối cùng ba bọn họ quay về nhà. Người mẹ giải thích khi rơi xuống biển thì biển đã đánh thức cô nàng, nên Ruby biến thành một con Kazaken khổng lồ. Mẹ nói bà ấy cũng đã từng biến thành Kazaken. Cô nàng bất ngờ vì mẹ đã giấu cô bao lâu nay. Trước giờ cô tưởng họ chỉ khác loài người là có mang và không xương sống thôi. Cậu em trai có vẻ rất thích thú, nhưng chỉ có phụ nữ mới hóa khổng lồ được. Người mẹ nói cô ở yên trên bờ thì chẳng có gì xảy ra cả. Ở trường hiện tại mọi người đang bàn tán xôn xao về con thủy quái. Cô nàng tức giận chạy lên trên lầu, vô tình nghe lén dưới nhà nói chuyện. Người cậu nói sớm muộn gì cả đại dương cũng sẽ kéo tới, và người bà đang muốn giúp Ruby. Bà mẹ từ chối và nói em trai hãy đi về. Ruby lẻn ra bên ngoài tìm người cậu để hỏi đầu đuôi mọi chuyện. Ông ấy đang bị một bầy chim bu vào tấn công, hóa ra chỉ vì bim bim que trên tay. Khi Ruby lên tiếng hỏi han, người cậu từ chối trả lời. Nhưng bờ dai lại vạ miệng nói ra cô có một người bà. Ông cậu nói bà ngoại đã mấy trăm tuổi và không bao giờ lên trên bờ. Cô nàng quyết định tìm bà để hiểu hơn về nguồn gốc của mình. Người cậu định ngăn cản cô nàng, nhưng Ruby đưa cho ông ấy một cây bim bim que. Kết quả như nào thì mọi người biết rồi đó. Ruby hít một hơi thật sâu nhảy xuống dưới biển. Cơ thể cô phát sáng rồi hóa thành một con Kazaken khổng lồ. Người cậu cũng nhảy xuống giúp cháu gái. Ông ấy bơi trước dẫn đường cho Ruby. Tung tích của cô đã bị một tên thuyền trưởng gian ác thấy được. Đáy biển hiện lên lung linh tuyệt đẹp. Sau một chặng đường dài họ đã đến Kazaken Thủy Thành Đô. Nhà bà ngoại không khác gì cung điện, vì bà ấy chính là nữ hoàng chúa tể của bảy đại dương, và Ruby chính là công chúa của hoàng tộc Thủy. Bà đưa cô nàng đi tham quan khắp cung điện, còn giới thiệu với mọi người cô ấy là công chúa của tộc Kazaken và cũng là người kế thừa ngai vàng của mình. Mọi người gieo hò nữ quyền muôn năm. Cốt truyện đá xoáy nhà Disney hơi nhiều nha. Thú cưng đang giả làm cô nàng để mẹ không phát hiện. Thủy bà nói Ruby là một trong ba Kazaken khổng lồ trên trái đất, nhiệm vụ là bảo vệ đại dương và các loài thủy sinh. Những loài thủy quái luôn thèm thuồng vị trí của Thủy bà.
Nào là Leviathan, rồi Umibozu, cả loài tiên cá thủ đoạn vô biên nữa. Bọn chúng lăm le hòng chiếm ngôi báu, nhưng bà ơi tiên cá nhiều fan lắm đó. Loài tiên cá vừa ích kỷ vừa mưu mô, chúng đã thao túng tâm lý loài người. Nữ hoàng của chúng Nerissa là bẩn bựa nhất, bà ta muốn cai trị đại dương để ép các thủy sinh cung phụng cho mình. Tiên cá không địch nổi Kazaken, nhưng ả nữ hoàng đó đã tìm được một bảo vật cổ, cây đinh ba dưới cõi đại dương, vũ khí duy nhất có sức mạnh đánh bại Kazaken. Lần đó không nhờ mẹ của Ruby thì tộc Kazaken đã trầu trời. Mẹ cô đã solo với nữ hoàng tiên cá và giật được cây đinh ba. Họ có cơ hội quét sạch lũ tiên cá, nhưng mẹ của Ruby đã giấu cây đinh ba rồi rời bỏ thủy tộc để sống như một con người. Thủy bà còn có thể bắn tia laser từ mắt. Bà nói Ruby cũng có quyền năng đó và muốn dạy cho cô. Ruby nói mình đang tuổi teen và vẫn muốn làm con người rồi rời đi. Bà cũng chào tạm biệt cô nàng. Ruby đang trên đường về nhà thì bị một chiếc tàu bắt lại. Tên thuyền trưởng quyết tóm bằng được Kazaken. Cô nàng ra sức trốn nhưng bị mấy sợi cáp trói chặt, còn bị bắn một mũi thuốc mê. Ruby định dùng mắt laser nhưng đã học đâu mà đòi bắn. Một mũi tên lao thẳng vào cô nàng thì ai đó đã cản lại, còn cắt đứt cả dây cáp. Hóa ra là cô bạn mới chuyển đến Chelsea. Bất ngờ khi cô ấy là một nàng tiên cá, tên thuyền trưởng ném xuống một quả bom. Hai người vội chuồn lẹ, quả bom phát nổ khiến thuyền của gã ta bị bay lên trời. Con cua giờ đây cũng theo phe phản diện. Ruby cảm ơn cô bạn Chelsea đã cứu mạng rồi nói mình muốn về nhà nghỉ ngơi. Bị cho ăn bơ nên Chelsea cũng chào rồi rời đi. Cứ thế một đêm dài đã trôi qua, Ruby chuẩn bị đồ đạc để đến trường học. Khi đến trường mọi người đang bàn tán về con quái vật. Đám bạn cho cô xem đoạn phim về tên thuyền trưởng. Ông ta tung đoạn băng quay được Kazaken lên trên mạng. Tốc độ lan truyền video đó nhanh không tưởng. Cô nàng Ruby vội lao vào nhà vệ sinh để trốn. Thấy nàng tiên cá đang ở bên ngoài, cô nói muốn gặp và nói chuyện riêng. Ruby xin lỗi vì tối qua đã làm lơ Chelsea. Cô nàng không để bụng còn rủ Ruby cúp học đi biển chơi để giải tỏa tâm lý. Cả hai cứ thế rong ruổi khắp nơi dưới đại dương. Chelsea kể từ lần đại chiến đinh ba, tộc tiên cá phải sống chui nhủi, vì quá gò bó nên cô nàng mới lên bờ. Cô rất cô đơn, nào ngờ gặp Ruby cũng cùng hệ biển nên rất vui. Ruby nói muốn tìm cách chấm dứt mối thù truyền kiếp này. Tiên cá lên một kế hoạch, hai người sẽ cứu cả đại dương, xong sau đó họ tìm được cây đinh ba, rồi sẽ cho mọi người thấy hai chủng tộc làm hòa với nhau. Ruby sẽ không bị ép làm một chiến binh, còn tộc người cá cũng trở về hòa đồng với mọi người. Trên thời sự lúc này cũng đưa tin về Kazaken, vì bị thủy bà giận nên người cậu đến xin ở nhờ cỡ mấy tháng hoặc vài năm. Lão thuyền trưởng còn lên truyền hình tuyển thêm người để đi bắt con quái vật. Người bố và ông cậu đến ứng tuyển để phá đám ông ta. Qua đây ta biết ông ấy đã dành suốt cả đời để săn Kazaken, còn thế chấp nhà để mua tàu khiến người vợ bỏ đi, nên ông ta rất căm thù Kazaken. Tiên cá dẫn Ruby đến giếng biển, đây là cội nguồn năng lượng của biển cả, cũng là nơi mẹ Ruby giấu cây đinh ba. Mẹ tiên cá mất khi cố bơi vào trong để lấy nó. Ruby phải bơi qua tất cả dòng hải lưu mới tới trung tâm cái giếng, đó là chỗ giấu cây đinh ba. Vì chỉ có Kazaken khổng lồ mới làm được điều đó thôi. Cô nàng thử ném một cục sắt vào trong, kết quả nó xoay như trong chóng, khi văng ra còn bị biến dạng rồi tan biến. Ruby nhanh trí nhờ thủy bà dạy mình phép thuật. Đầu tiên cô phải bơi qua một dòng chảy siêu mạnh, cứ thế luyện tập né chướng ngại vật. Tiếp theo là dạy sử dụng sức mạnh, nén toàn bộ tức giận của bản thân rồi bắn laser. Nhưng cô nàng không dừng lại được, cứ thế Ruby nhanh chóng làm quen với các kỹ năng mới. Tiếp theo là tuyệt chiêu da dày, lớp phòng thủ tối hậu của nữ hoàng. Cô nàng còn phá hỏng điện thoại của những người đang coi tin tức về Kazaken. Ruby còn làm lơ luôn mấy người bạn thân trước kia. Sau bao nhiêu cố gắng, cô nàng cũng tiếp cận được trung tâm của giếng biển, nhưng vì phân tâm nên bị đẩy ra ngoài. Ruby quyết định tìm mẹ để xin lời khuyên. Người cậu đang lái chiếc tàu vi vu trên biển. Thuyền trưởng tức giận vì chiếc tàu đi nhầm hướng. Sam vứt một vật phát sáng xuống biển để giả làm Kazaken. Lão ta dễ dàng bắt được thứ đó lên. Nó còn tấn công ông ta nữa. Hóa ra đó là thú nuôi nhà Ruby. Còn sai Sam chụp ảnh để up lên Facebook. Bên đây hai cô bé về nhà tìm mẹ của Ruby. Anh bạn Kanner gọi đến nhưng cô nàng cúp máy luôn. Bà mẹ và ông bố đang lo khai trương văn phòng bất động sản, còn cả người cậu nữa. Ruby nhanh chóng tiến đến định xin lời khuyên, nhưng khi nghe đến tiên cá, bà mẹ dẫn cô vào nhà. Bà nói cả nhà họ phải lên bờ sống là vì tộc tiên cá. Ruby nói Chelsea khác mẹ cô ấy. Cô cũng nói mình đã được thủy bà luyện công và sẽ hóa giải hiểu lầm hai gia tộc. Dù mẹ vẫn phản đối nhưng cô nàng nói mình không muốn lẩn trốn nữa. Thấy con gái tạo ra sét, người bố nói ông cậu tung hỏa mù. Ông ấy liền tung thằng cháu lên trời thu hút sự chú ý. Kết quả là như này đây. May là mọi người khá thích thú. Ruby nói mình sẽ thay đổi cả thế giới. Nhưng bà mẹ tức giận còn cấm cô xuống biển. Vì không khống chế được bản thân, cô nàng biến khổng lồ hóa. Sau đó thì lùi vào rừng, người bố vội vào trong xem xét tình hình. Bà nói ông ấy hãy bảo vệ Ruby, còn mình thì đi tìm mẹ để nói chuyện. Ruby tức giận lao xuống biển tìm tiên cá, người cậu cũng đang bám theo đằng sau. Bên đây bà mẹ đến gặp thủy bà và nói bà ấy tránh xa con gái mình. Khi biết Ruby kết bạn với con gái nữ hoàng tiên cá, bà ấy đã hốt hoảng vì bà ta làm gì có con gái. Bên đây cô nàng vượt qua vô số các dòng hải lưu, cuối cùng thành công vào bên trong giếng biển. Cây đinh ba đang nằm ngay trước mặt Ruby. Khi ra bên ngoài, cô lập tức đưa cho tiên cá. Lúc này cô ta cũng lật mặt. Chelsea nói đã chờ 15 năm để trả thù mẹ Ruby, sau đó sẽ cướp ngôi vương bằng cây đinh ba này. Cô ta lúc này lộ nguyên hình là nữ hoàng của tộc người cá Nerissa, sau đó liền nhanh tay đâm thẳng đinh ba vào người Ruby, còn bị hất bay bể cả tảng đá, sau đó bồi thêm một viên vào mặt. Chuyển cảnh hôm nay là ngày tổ chức dạ hội. Kanner đang đứng thẫn thờ thì một cơn sóng thần nổi lên, đó chính là nữ hoàng tiên cá Nerissa.
Mọi người trên thuyền trở nên hoảng loạn vô cùng. Bà ta tiến đến phá nhà của Ruby. May lúc này người mẹ đã tới. Tên thuyền trưởng khi biết ông bố cũng là tộc Kazaken liền khóc lóc xin tha. Ông nói giờ họ phải đồng lòng tiêu diệt tiên cá, vì có chiếc đinh ba trong tay ả ta không sợ ai nữa. Thủy bà cũng xuất hiện để hỗ trợ con gái. Hai bên liền lao vào tấn công đối phương. Người cậu đã tìm thấy đống đổ nát, liền cố hết sức tìm đứa cháu gái của mình. Cô nàng đang mắc kẹt bởi những tảng đá khổng lồ. Cô hối hận vì mình đã cãi lời mẹ gây hậu quả nghiêm trọng. Người cậu nói mình lúc đầu không hiểu tại sao chị mình lại bỏ lên bờ sống, nhưng sau này ông biết đó là vì Ruby. Cô nàng như được tiếp thêm sức mạnh, vì thế mà có thể thoát khỏi đống đổ nát. Cô quyết tâm phải giành lại cây đinh ba để ngăn cản mụ tiên cá. Bên đây mụ ta một mình cân hai, hành cho hai mẹ con Thủy bà ra bã. Xem ra sức mạnh cây đinh ba này không đùa được. Ruby đã đến kịp để thay tua tiếp chiêu với ả ta. Hai bên rằng có khốc liệt, mấy người bạn ở buổi dạ hội vội lấy máy quay lại. Mụ ta phóng cây đinh ba tới, Ruby liền biến tay cứng như đá để đỡ đòn. Không tấn công phía trên được nên mụ tiên cá dùng đuôi quật ngã Ruby. Hai bố con cũng đến hỗ trợ, bà ta ăn thêm một cái nhà vô đầu từ vị trí của người mẹ. Ruby lao lên tấn công thì bị vật xuống như dế. Một cơn sóng thần kinh khủng ập tới, khiến con tàu nghiêng dần tới 90 độ. Sắp lật tàu thì may Ruby đỡ kịp, cô nàng đặt họ xuống an toàn. Lúc này mụ tiên cá thừa cơ tấn công từ phía sau, rồi bồi thêm một phát vào cổ. Cô nàng tức giận bắn laser vào tay ả, cây đinh ba vì thế mà bị hất văng ra xa. Ruby nói với người mẹ họ phải hợp lực phá cây đinh ba. Mụ ta lúc này tấn công liên tục, Ruby nói tiên cá hãy buông bỏ vũ khí. Nhưng ả khá cứng đầu nên cả ba quyết định tổng tấn công. Cây đinh ba lập tức bị nổ tung, tiên cá biến về dạng nhỏ ngay lập tức bị ông thuyền trưởng tóm được. Người mẹ lúc này cũng xin lỗi vì giấu cô sự thật bao năm qua. Cô nàng bơi về phía chiếc thuyền dạ hội, khoác lên mình bộ váy tuyệt đẹp. Xung quanh là tiếng reo hò của toàn mấy người bạn da đen. Hơi khịa Disney của tôi rồi á nha. Hội bạn thân ai nấy lo ôm chầm lấy nhau. Cũng nhờ chuyện vừa rồi cô đã làm quen được anh bạn Kanner, soái ca của lòng cô bao lâu nay. Bữa tiệc cứ thế rất sôi động và vui vẻ. Ông thuyền trưởng lên video xin lỗi về phát ngôn của mình về Kazaken. Giờ này à người cá còn chú trọng xem mình có đẹp không. Cuối cùng các thành viên trong gia đình lại quay về với công việc của mình. Người cậu đến thông báo một con quỷ cá voi mới xuất hiện. Cô nàng Ruby vội lao nhanh ra biển, chiến đấu với con quái vật để bảo vệ loài người. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hãy đăng ký, like, share để ủng hộ Sóc Nâu nhé.